Tiếp ra ngoài đã nha các bạn, đó là một trong những nhân vật của tôi. Bây giờ mình ra ngoài mình coi còn ai nữa. Wow. Cứ mình đặt làm gì đây, Superman hả, làm gì có áo đỏ đồ. Trời ơi, Hồ Bích Trâm đeo mắt kính thương quá à. Hồ Bích Trâm đeo mắt kính dễ thương vậy. Mắt kính của Thanh Anh Thiện đó. Trời ơi, cận lòi ra. Cận lòi người ta. Bây giờ em nhìn thấy nó em thấy đường gì luôn. 2, 3, mờ mờ đâu thấy gì. 1, 2, 3. Trời ơi, cưng quá à. Từ 1, 2, 3. 1. Ai hẹn giống đi diễn, đi sàn gạch quá, đi diễn. Đưa tay ra cho em. Từ, chặt quên. Đưa tay lên, đó, vậy đó. Đợi một tí. Dương Dật đâu ai? Màu sắc quá mọi, nhiều màu quá vậy. Thấy cưng á. Ai lựa trong đạt đôi giới vậy? Ổng á. Ổng trầm trầm mấy đêm. Quá rồi. Quá đáng rồi. Quá mà quá đáng á. Chụp hết tất cả những gì để chụp poster chính nha quý vị. Cô này áo đỏ là Julie Phương Trinh. Bé mặc áo thun trắng, váy jean yếm là Kiều Trinh. Anh chàng mặc vest kia là Quốc Anh. Anh chàng mặc quần jean rất là Phạm Hoàng Nguyên. Và cô gái Châu Chấu Hồ Bích Trâm. Afghanistan. Chị người nào đứng ủa, uống tối chưa? Ủa rồi, ai lắp dư chị? Mà biết sao không? Nó cho nguyên cái hộp vô nó hay luôn. Trời ơi. Bê bối. Đâu? Bê bối hả? Tên bê bối luôn hả? Có bị giỏi không? Màu đỏ có bị giỏi không? Ok đúng không? Ok. Kệ kinh xếp bạn mà Hà đưa cho cửa đi Hà, Hà đừng đi tới lui. À. Bà kia mới chụp hình xong mà bỏ bà luôn. Bà nào nằm lăn lóc chụp hình á. Ừ. Bà cát. Bà trợ lý của Kiều Trinh. Ủa anh hứa mình đạt đâu? Sang ha, sang. Quá sang. Đỉnh cao. Rồi vô diễn xuất là thấy nè. Diễn hả? Diễn khủng khiếp nè. Nhà cực đẹp. Của ơi, không có tiền đền đâu của. Phải anh đứng đây giờ anh cũng sợ nè. Té xuống một cái là bầm nhấp hết. Vấn đề là tiền đền là mình chưa nói, nó té một cái là không có rau để chụp hình đâu. Bảo thời gian đâu không có đồng nó biết nó thiệt luôn. Đi quay về live stream Khang Tiến rồi con mày đặt chồng định chồng. Cây lắc lắc lại đó rồi. Đâu xa đâu, lát kiếm cái cây cắm bên cửa lên luôn đó. Cắm bên cửa ngay đó cho anh cửa làm bù nhìn luôn. Supporter chính nha bác. Nha các bạn nha à, sắp xếp đồ đó, thấy ghê không? Chị đứng đâu ta? Gì quá hả? Cười gì hả? Tôi chỉ hỏi có một câu là tôi đứng đâu thôi mà. Cây này là cây mía nha quý vị. Nghĩ sao cây mía vậy trời? Cây bắp nha quý vị. Tôi nói lộn. Cây mía là nó không có vậy. Ủa tôi dưới quê mà, tôi biết cây mía mà. Tôi nói lộn bộ. Đó, rau xanh quá trời nè. Cải ngọt. Bây giờ đừng có chửi bay nữa. Bớt đi nha. Anh Đạt ơi. Ừ đó, nãy giờ ổng đâu rồi không hiểu nè. Canh nào ổng rảnh là ngủ á. Bộ đàm đâu? Cảm ơi, coi em có đạt chổng không? Coi ngoài đường coi có hút thuốc không?
Có đi ra đường Hút Phước không vậy? Chàng ơi. Đẹp quá. Trời ơi, anh như Hàn Quốc luôn rồi, ngủ quá chứ, anh của anh ngồi kìa, Hàn Quốc quá. Ủa chị đang quay phim hả? Chết rồi. Chị ê, giám đốc sản xuất nói bậy, hãy nhìn mặt đây cô gái mới nói vậy xong cái nói cái gì quốc quốc đó. Tôi không biết cái đó là cái gì nha. Để tôi về tra từ điển coi. Từ điển có không? Alo, đi gọi điện thoại cho ảnh đi, của cho nhanh. À xuống liền. Đang trên lầu. Ngủ. Vợ vậy đó, vợ đi từ lầu xuống không gọi chồng theo. Đeo bao tay đi. Hả? Đeo bao tay gì? Hả? Thanh. Hai tê kêu cho anh Đạt đeo bao tay. Không có hả? Không hợp. Không hợp hả? Hợp mà, dễ thương mà. Hai người này là chính. Còn không thì cho hai bạn nữ đeo bao tay cho nó dễ thương, cho nó có màu sắc. Đeo bao tay cho nó dễ thương có màu sắc. Ôi ôi, trời ơi, giang hồ. Giang hồ, giang hồ. Xăm tay rồi. Chào fan Cẩm Hà. Chị làm cái kinh hả? Kinh gì? Chị có kênh hả? Trời đất ơi, kênh của tôi á hả? Kênh của tôi có được mấy chục ngàn sub rồi nha cô. Được, đẹp mà, có màu đỏ nữa kìa, quá fit luôn á. Em bỏ size, em bỏ cái màu Hàn Quốc vô. Cái quần ông Đạt với bộ đồ của Julie hợp á. Ừ. Đẹp, hợp lý luôn. Có đổi thì đổi đậu bắp á, áo màu tím.